Trong tiềm thức của những người dân đất đỏ, không ai nhớ rõ món mắm bằm có từ khi nào. Nhưng trong các mâm cỗ đãi khách của nhiều gia đình ở đất đỏ, luôn có một đĩa mắm bằm nhỏ ăn kèm với các món ăn khác. Mắm bằm không thể thiếu hai nguyên liệu gồm đu đủ và cá cơm đã ủ thành mắm. Những nguyên liệu này vốn rất quen thuộc, phổ biến ở vùng quê đất đỏ. Trái đu đủ được bằm nhỏ thành sợi, trộn với mắm cá cũng được bằm nhuyễn cùng các gia vị khác. Có lẽ vì vậy mà dân gian dùng luôn động tác bằm nguyên liệu này đặt tên cho món ăn, mắm bằm. Mắm bằm được coi là món ăn kèm, có tác dụng kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng hơn. Có thể dùng với cơm, bún, bánh tráng, cuốn rau sống. Nên trong bữa ăn của người dân đất đỏ, luôn có đĩa mắm bằm xen lẫn trong các loại thức ăn khác. Theo những hộ dân làm mắm bằm, nguyên liệu làm mắm bằm dễ tìm trong tự nhiên. Cách thức chế biến cũng không cầu kỳ. Các món ăn kèm mắm bằm lại dễ kết hợp với nhau, như tính cách vốn chân tình, cởi mở, dễ gắn kết của người dân Nam Bộ. Cô hay đi đám giỗ, cô thấy người ta trộn mắm bằm á, người ta cho mình cuốn bánh tráng nè, rồi chuối nè, rồi bún nè, ăn rất là ngon mà lại đậm đà ngon mà không thể tả được. Mang đậm hương vị quê hương đất đỏ, không thể không nói đến món bún nóng ăn với chả giò, nước mắm, rau sống, một chút ớt cay và củ cải muối chua ngọt. Bún nóng vừa có thể làm món điểm tâm sáng, vừa có thể là món ăn chính trong bữa trưa hay bữa chiều của người dân địa phương. Nghề làm bún có từ lâu đời ở huyện đất đỏ và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính từ phương thức làm bún truyền thống được lưu giữ mà những mẻ bún nóng dành cho bữa ăn sáng đã trở thành thương hiệu của đất đỏ. Để có được những sợi bún dẻo, dai và mềm ngọt, vị gạo quê nhà, khâu chọn gạo, ngâm gạo, xay bột rất cầu kỳ. Gạo ngâm nước qua đêm, xay nhuyễn thành bột, rồi bột lại được ủ, chắc, sau đó tiếp tục nhào, trộn thành tinh bột và cuối cùng mới ép thành sợi. Bún vừa luộc chín tới là đưa ra bàn ăn, nên món bún nóng có hương vị riêng, không gian rất riêng và chỉ có tại những lò bún đất đỏ vừa làm bún vừa phục vụ thực khách. Hiện nay đã có công nghệ làm bún theo quy trình sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều hộ làm bún ở huyện đất đỏ vẫn làm bún theo cách truyền thống, cốt yếu để lưu giữ những nét riêng, hương vị riêng cho món bún nóng quê hương. Có thể nói, nghề làm bún đã trở thành phương kế sinh nhai bao đời của nhiều cư dân đất đỏ, đồng thời cũng góp phần làm đa dạng thêm văn hóa ẩm thực của địa phương. Là một trong những xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành các tiêu chí của một xã văn hóa nông thôn, xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa không chỉ đẹp bởi những giá trị của nếp làng xưa cũ được cộng đồng gìn giữ, mà còn bởi giá trị của những nghề truyền thống được nhiều thế hệ Hòa Long phát huy. Theo câu chuyện của những bậc cao niên Hòa Long, nghề nấu rượu Hòa Long có từ thập niên 60 thế kỷ 20. Qua nhiều thế hệ, đến nay nấu rượu đã trở thành nghề đặc trưng của xã, tạo nên nét văn hóa riêng của Hòa Long. Tôi làm cái nghề nấu rượu này cho đến ngày hôm nay là được 23 năm. Thì đầu tiên là nấu rượu lấy hèm để nuôi heo. Rồi dần dần mình cứ phát triển, cứ heo nhiều chừng nào thì mình nấu rượu nhiều đó, heo nhiều nào mình nấu rượu thêm nhiều đó. Rồi mãi cho đến ngày hôm nay thì cũng do cái mình làm ăn là chân chất thật thà, cái chất lượng rượu của mình là đảm bảo được tốt, khách hàng họ cảm thấy họ thích, do vậy mà cái lượng khách hàng càng lúc nó càng lớn ra. Rượu Hòa Long có vị nồng rất đặc trưng mà người thưởng thức đều có nhận xét là uống đến đâu biết đến đó. Theo những người dân sống lâu năm tại mảnh đất này, rượu Hòa Long thơm ngon vì ngoài nguyên liệu tốt thì người dân Hòa Long còn có bí quyết trong cách chọn nguyên liệu, làm men, ủ cơm, chưng cất, hệ thống lọc tạp chất, đặc biệt là chất lượng nước, đất và bí quyết thực hiện các công đoạn khi thời tiết thay đổi. Chính các bí quyết đó đã tạo nên hương vị riêng của rượu Hòa Long. Người ta hay có một cái câu vui là rượu Hòa Long ai đông nấy uống.
À, thì cũng để là tôn vinh cái sản phẩm rượu Hòa Long. À, thì thực ra mà nói cái rượu Hòa Long nó rất ngon, ngon ở nó có mấy vấn đề sau đây. Một á, là do thiên nhiên ưu đãi ở Hòa Long có một cái nguồn nước rất tuyệt vời để nấu rượu mà có thể nói là những cái vùng khác trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này là không có. À, một cái thứ hai á, là do cái tâm huyết của mình đó. Cái tâm huyết của mình là tức là mình nấu như thế nào, mình phải chọn cái loại men nào để một là đảm bảo an toàn vệ sinh cho khách hàng, hai là cái hương cái vị là mà khách hàng ưa thích, thì như vậy là mình sẽ đạt yêu cầu. Cùng với nghề nấu rượu, nghề truyền thống làm bánh đa cũng đã mang lại thu nhập cho nhiều hộ dân nơi đây. Nghề làm bánh đa ở Hòa Long hình thành từ thời xưa, ban đầu chỉ vài hộ làm để ăn chơi dịp Tết. Dần dần nhiều người biết tiếng đến đặt hàng, các lò bánh mới mọc lên nhiều và phát triển mạnh như hiện nay. Hiện toàn xã Hòa Long có hơn 30 hộ làm bánh, nhưng tập trung nhiều ở ấp Đông. Cái gà này của má truyền lại cho em, đấy là gia truyền của má, từ hồi bà cố tới mời má tới là em, hồi lúc hổng sáo là tập theo má là làm rồi, là chán giờ phụ má vậy đó, rồi sau này có gia đình là cũng khó khăn rồi cái má giao lại hết luôn. Nguyên liệu làm bánh được người dân lựa chọn kỹ càng từ gạo, dừa, mè và gia giảm nguyên liệu sao cho chiếc bánh có vị béo của nước cốt dừa, vị bùi, thơm ngậy của hạt mè căng tròn. Bánh đa ở đây được làm quanh năm nhưng cao điểm nhất là vào mùa Tết. Hầu như hộ nào cũng phải làm tăng gấp đôi, gấp ba sản lượng. Làm ra mẻ nào bán hết mẻ đó, thậm chí những lúc cao điểm thương lái phải đến đặt trước mới có để mang về. Chiếc bánh đa Hòa Long được đưa đi các ngã đường xóm ngõ địa phương theo những người con Hòa Long ra cả nước ngoài. Trước đây thì các người này là chỉ những hộ làm nhỏ lẻ thôi. Sau này được cái là sự liên kết của chính quyền của xã rồi các ngành đoàn thể lao vào thì phát triển ngành này lên, tạo là nguồn vốn cho các hội viên để mình mở rộng cái cơ sở của mình ra. Theo tiến trình đô thị hóa, các làng quê ở Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng phát triển, đời sống kinh tế đến tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Và thật đáng trân trọng là trong dòng chảy phát triển ấy, những giá trị xưa cũ, những nếp làng như những nghề truyền thống, những sản vật đặc trưng vẫn được cư dân bản địa gìn giữ để mỗi làng quê của Bà Rịa Vũng Tàu mãi mãi khắc họa những bản sắc riêng.